Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và một bản tin cuối cùng của Trung Quốc mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị đó là dịch bệnh của Trung Quốc nó đang bùng phát. Loại biến chủng mới. Nó thật tới nghe dịch bệnh là Nguyên ớn cả người. Nó thật tới với các quý vị là 2 năm dịch bệnh COVID. Nguyên cảm giác là Nguyên già đi khoảng tầm 10 tuổi. Chỉ có 2 năm thôi biết sao. Nguyên ở nhà không à. Rồi giết mình lười. Ngày xưa mình vận động, trời ơi ngày xưa 6 múi. Bây giờ nó dồn lại có một múi một. Trước COVID, trời ơi, tướng ngon lành cành đào lắm. Các quý vị coi vậy, coi video lại cách đây 2-3 năm về trước coi. Trước đó ngon lành cành đào lắm. Chứ không phải giống như bây giờ. Sau cái cơn dịch bệnh đó, rồi chích vaccine, rồi tự nó tuột luôn, nó tuột luôn mà nó lên không nổi. Trời ơi, bây giờ ngày xưa, trời ơi, ngày xưa đi tập phòng gym, ngày nào cũng tập gym một cái tiếng đồng hồ, ngày mỗi ngày. Bây giờ mà vô phòng gym sao nó ngán. Tại vì gym nó đóng, thời COVID nó đóng, nó có cho vô đâu. Nó ngán. Nên là bây giờ nhắc tới COVID là Nguyên sợ lắm. Thì hiện bây giờ tại Trung Quốc nó lại biến chủng mới, biến chủng cha con ông nội gì đó, nó sanh sản thì Nguyên không hiểu. Không biết COVID đâu mà nó ra hoài, biến chủng này, biến chủng kia, biến chủng nọ. Nó biến chủng mà Nguyên không hiểu là nó biến chủng gì luôn. Nó biến chủng gì là Nguyên không biết. Nó đâu mà nó sanh sản quá nhiều. Cỡ này thì người ta báo động rồi nha. Mùa đông sắp tới người ta đã báo động rồi. Thì ông Trung Quốc ông ấy nói biết không? Ôi là do mấy thằng nước ngoài nó đem về đó. Adu. Bây giờ là mấy thằng nước ngoài nó đem về đó. Tại sao chúng ta có biến chủng mới là nước ngoài đó? Mấy kẻ thù địch đó. Tụi nó đem về nước của chúng ta nên chúng ta mới bắt đầu bùng phát trở lại đó Trung Quốc đó. Thì đây là cái sự họ đổ tên thừa của Trung Quốc để mà đổ thừa cho là cái biến chủng mới xảy ra. Đó là tự mấy ông nước ngoài đem về. Trong Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ chương trình. Cảm về nó chứ Trung Quốc không có dịch bệnh. Ở Trung Quốc bùng phát dịch bệnh là ở đâu các vị còn nhớ không? Đúng không? Các vị biết còn nhớ là dịch bệnh bùng phát ở chỗ nào ở Trung Quốc không? Các vị nào còn nhớ thì sợ các vị còn quên, Nguyên hỏi các vị cho nó thì đó Vũ Hán. Cái tên không là biết là dịch bệnh rồi. Cái tên không nó thật tuyệt. Cái tên không là mình biết cái chỗ đó nó mùi lắm rồi. Nghe cái tên không là biết cái chỗ này thế nào nó cũng gây bệnh. Cái chỗ này là thế nào nó cũng gây bệnh thôi. Cái tên không là đủ biết thôi. Nó cái tên không là biết thế nào cái chỗ này nó cũng phải bệnh thôi chứ không thể nào không bệnh được. Nó là Nguyên nó nói là bùng phát ở tại nơi đó. Nó đúng không? Mà đổ lỗi cho người khác. Nó cái tên không là biết thế nào nó cũng âm u lắm. Cái chỗ này nó âm u lắm. Nó thế nào nó cũng bị bệnh thôi. Ẩm ỉ âm u là thế nào cũng bị bệnh thôi. Đó. Bây giờ nó lan bệnh ra tả đống luôn. Đó. Rồi bây giờ đổ lỗi cho nước ngoài nữa. Đổ lỗi cho nước ngoài nữa. Bó tay thiệt. Bó tay mấy ông Trung Quốc thiệt các bạn. Đổ lỗi cho nước ngoài nữa. Đó. Nên là chúng ta thấy rõ được là đây là bản tin của Trung Quốc ngày hôm nay. Và bây giờ một bản tin cuối cùng của chương trình và một xíu bài bình luận của Việt Nam. Đó là bản tin ở Sài Gòn, mến thương. Gần đây nhất thì Sài Gòn đã đưa ra cái đạo luật đó là thưa cán bộ được 10 triệu. Hiện bây giờ Nguyên chưa thấy ai thưa hết. Mấy bác hình như đã không có nghe bản tin của Nguyên hay gì hết trơn á. Nếu mà bà con, cô bác, anh chị em nào mà nghe là cho Nguyên nhắc lại một lần nữa. Ở thành phố Sài Gòn mến thương của chúng ta, chính phủ Sài Gòn địa phương qua bác Phan Văn Mãi đã đưa ra cái đạo luật. Nếu chúng ta có bằng chứng cụ thể cán bộ tham nhũng hay là sai phạm, thì nếu mà mình đưa cái thông tin đó, giống như là mình cung cấp cái thông tin đó, mình được 10 triệu. 10 triệu là một cái mức lương rồi đúng không? Đúng không? Mình kiếm hai ông là mình có 20 triệu. Mình kiếm ba ông nữa là mình có 30 triệu. Ngu gì không làm. Đó. Cái rảnh là cứ đi theo mà ổng chụp hình, quay phim, thí dụ gì đó. Mấy ổng mà có sai lầm cái gì đó là mình quất liền, mình có tiền.
Nhưng mà cái đạo luật mới vừa ra chắc là nhiều người đã không để ý và cũng nhiều người chắc là không đặt quá niềm tin, nên là hiện bây giờ vẫn chưa thấy có ai đưa ra cái gì cả ở tại Sài Gòn. Đó là thật là đáng tiếc. Nhưng ngày hôm nay không phải là cái bản tin đó. Cái bản tin của Nguyên cũng là tại Sài Gòn mà do báo Dân Chí họ mới vừa đưa. Cảm ơn báo Dân Chí đưa, tại vì nếu không có báo Dân Chí thì Nguyên làm sao biết. Nguyên không phải là địch viên không không thấy. Nguyên cũng không có điều tra gì Việt Nam hết. Nó là nhờ báo Dân Chí đưa. Ngày hôm nay báo Dân Chí đưa một cái bản tin cho chúng ta biết, một bản tin nó không có cái gì xa lạ với người Việt Nam chúng ta hết. Đó là một cái công trình, cái cầu mình kêu là cái cầu nhỏ như hạt mè vậy đó. Nó bắt qua một cái kênh D. Nguyên dùng cái kênh D thôi chứ không phải cho kênh sông nữa. Cũng giống như từ nhà của Nguyên hướng cái tường này với cái tường bên kia vậy đó. Cái kênh D thôi đó. Xây cái cầu qua kênh D nó tốn 700 tỷ đồng bây giờ, và nó nằm ì 4 năm nay tốn tổng cộng gần 700 tỷ đồng và nó nằm ì 4 năm nay. Và cái công trình nó xuống dốc một cách tồi tệ, nó xấu còn hơn con cá sấu nữa. Rồi không biết chừng nào nó xây dựng lại, vì nó nằm ì đó, không ai xây dựng hết. Và đã tốn 700 tỷ đồng và nhiều năm kéo dài thì nó sẽ lên 1.000 tỷ. 10 năm sau nó lên 1.000 mấy trăm tỷ. Rồi nó sẽ lên đôn, nó sẽ đôn. Vậy thì cái điều này nó đâu có gì xa lạ với người Việt Nam chúng ta nữa. Lý do mà công trình không được khởi xướng, vì giải thích rằng là giải phóng mặt bằng nó chưa có được hoàn toàn, nên là vẫn có sự nằm trong cái sự tranh chấp, nên là không tiếp tục thi hành. Thì các anh chưa giải phóng, các ông xây dựng làm cái gì? Các ông chưa giải quyết với người dân thỏa thuận đất đai thì các ông xây dựng làm cái gì? Thì đừng có xây dựng. Bây giờ xây dựng tốn 700 tỷ đồng và nằm ở đó, rồi chừng nào nó mới xong? Chừng nào nó xong? 5 năm, 15, 15, 20 năm. Và càng kéo dài thì nó càng đôn giá. Vậy tại sao các ông không suy nghĩ bồi thường cho người dân đầu tiên nó tốt hơn một chút? Tại sao không? Bây giờ các ông nằm ì đó cũng phải tốn tiền. Mỗi năm là phải tốn thêm mấy tỷ. Cứ mỗi năm một cái công trình mà không làm gì hết thì nó xuống dốc. Và muốn làm lại sẽ tốn thêm nhiều tỷ. Cứ năm này qua năm kia, tại sao cái số tiền đó nó xuống dốc đó không có tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng? Tại sao không giải phóng mặt bằng với cái mức tiền nó có được cái giá trị để cho cái công trình nó đúng thời điểm? Rồi cuối cùng nó nằm y đó, cuối cùng lỗ, tính già ga non các người. Tính già là như thế nè, tính như là, ôi, mình trả cho nó thấp thôi. Mình trả cho tụi nó thấp thôi, vì mình có lời nhiều hơn, đúng không? Rồi cuối cùng công trình nó bị chậm trễ. Nó dẫn đến đầu tiên chỉ có 300 tỷ thôi. Đầu tiên chỉ có 300 tỷ. Cái vốn đầu tiên chỉ cần cái công trình nó có 300 tỷ. Rồi bởi vì cái công trình nó chậm trễ, rồi phải trả tiền thợ, tiền này, tiền kia mà không làm được, ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó lên tới gần 700 tỷ trong vòng chỉ có 4 năm. Từ 300 tỷ lên đến 700 tỷ. Nhưng tại sao Nguyên nói là mấy ông Việt Nam không, Nguyên là có đầu mà không có não. Cứ hà tiện tiền, cứ muốn giải phóng mặt bằng bồi thường cho dân á, thì tính 1001 cách để mà kêu là mình chặt chém dân. Chặt chém dân, rồi cuối cùng mà công trình không thành công thì cuối cùng ai lỗ? Mấy ông cũng phải lỗ mà dân lại khổ. Thứ nhất là cái diện tích đất đai lấy của người ta còn nằm ì ở đó, không làm gì hết. Cái môi trường và thành phố nó cũng xấu. Xung quanh nó nhìn nó tồi tệ, nó càng ngày nó thúi, nó càng xấu. Và chừng nào thi công thì không biết. Và khi lúc đó dân thì đông, đất thì thưa. Mà những công trình để lãng phí nằm ì ở đó thì khắp nơi ở tại Sài Gòn hết. Nên đầu tiên nhất thì Nguyên cũng cảm ơn báo Dân Chí họ đưa, thì Nguyên mới biết được cái bản tin này. Nên thực tế thì Nguyên cũng không phải là người chuyên gia về bản tin của Việt Nam, thì các người biết là bản tin của Việt Nam là Nguyên đọc báo Việt Nam mà Nguyên chia sẻ lại thôi. Và thực tế thì cái điều đó Nguyên thấy là cái sự lãng phí của cách nhà lãnh đạo của Việt Nam, và cái sự lãnh đạo của họ nó thiếu cái sự như là có tâm. Nó thực tế, Nguyên nói một câu nghe, họ xây công trình không phải để phát triển của đất nước. Nguyên nói một cái câu chắc là mấy bác sẽ không đồng ý, nhất là mấy bác trong đảng. Xây công trình không phải để phát triển hạ tầng của đất nước. Họ xây công trình để họ kiếm tiền. Còn có thành công hay không thì không quan trọng. Quan trọng là khởi đầu công trình là để họ kiếm tiền.
Sau khi họ ăn được rồi thì hết nhiệm kỳ là họ trốn đi, rồi tới ông khác thì kệ ổng, ông nào lên thì kệ ổng, không cần quan trọng. Cứ là mỗi ông thì đưa ra những cái kế hoạch công trình, vì mỗi lần có kế hoạch công trình thì họ lấy được cái tiền quỹ, cái tiền quỹ của thành phố, cái tiền thuế đó, họ lấy cái tiền đó trong ra để họ kêu là họ xây dựng. Rồi họ ăn kia sao không biết, họ bắt với đầu thầu này thầu kia, rồi họ làm đủ thứ hết. Rồi xong cái công trình có thành công hay không nó không quan trọng. Nó quan trọng là cái khởi đầu, còn cái kết thúc nó không quan trọng. Nên lý do tại sao đất nước Việt Nam chúng ta có hàng loạt công trình. Nghe nói là Việt Nam phát triển nó dữ dội lắm. Nghe nói Việt Nam chỗ cửa này phát triển dữ dội đó bây ơi. Nó xây dữ lắm, chỗ nào nó cũng xây hết. Nhưng mà không có chỗ nào thành công hết. 1.000 công trình chỉ có 10 công trình thành công đúng thời hạn. Còn những công trình khác là 10 năm, 15 năm, 7 năm tùy theo. Và cái giá nó đôn lên trên trời. Thì điển hình cái cầu này khởi đầu chỉ có 300. Đúng ra là 300, đúng thời hạn, 300 tỷ. Một cái cầu nó chút xíu à ha. Cái cầu nó chút xíu, cái kênh nó chút xíu thôi. Bây giờ lên 700 tỷ, vài năm nữa sẽ lên 1.000 tỷ. Và nếu kéo dài thời gian nó sẽ lên nhiều ngàn tỷ. Thì các quý vị thấy không? Đó là cái điều mà Nguyên nói là lãng phí. Tại sao đất nước Việt Nam chúng ta, người ta nói là đất nước Việt Nam chúng ta là chậm kinh tế phát triển hơn Thái Lan, hơn Phi, hơn Mã Lai hay nãy kia đó. Nó không phải là do sự cấm vận của Mỹ trong thời gian vừa qua, đó là trong những cái lý do thôi. Cái lý do chính nhất là chúng ta lãng phí. Chính phủ lãng phí tiền của thuế của dân. Chính phủ chỉ dùng tiền thuế đó, nên tại sao Nguyên thấy á, khi nước Việt Nam phát triển rất là nhiều nhưng mà người Việt Nam chúng ta không có hưởng lợi. Mà toàn là những tập đoàn lớn hay là chính phủ hưởng lợi, dân Việt Nam chúng ta chưa có được hưởng lợi với sự phát triển của đất nước. Và mong rằng là cái tương lai của đất nước Việt nó sẽ có sự thay đổi khi lúc đó người ta biết cái giá trị quyền lợi của nhân dân. Cái điều đó Nguyên nói một ngày nào đó thì hiện bây giờ chưa có. Đất nước Việt Nam chúng ta chưa có tự do. Dân chúng ta chỉ là con cừu non mà thôi. Chính phủ nói sao chúng ta nghe vậy. Chúng ta không được quyền cãi. Một ngày nào đó cái tiếng nói của người dân nó được giá trị, lá phiếu của người dân nó có. Người dân có quyết định được ai làm chủ tịch nước, ai làm thủ tướng, thí dụ là như vậy. Người dân có thể có những cái sự lựa chọn ông này bà kia tùy theo sở thích. Quyền lực của nhân dân nó trở thành của người dân, thì lúc đó xã hội dân của Việt Nam mới có được cái quyền lợi, cái sự phát triển của đất nước. Còn ngày nào với cái cách mà lãnh đạo bây giờ, hay mình kêu một cái cách khó nghe chút xíu là cai trị bây giờ, thì dân dù có Việt Nam có phát triển gấp 10 lần đi nữa thì dân cũng sẽ không hưởng lợi được cái gì hết. Cái điều đó là cái điều đáng buồn các quý vị. Khi một cái quốc gia phát triển là cái GDP nó tăng cao, người dân phải là người hưởng lợi đầu tiên nhất. Có nghĩa là gì? Dân đi làm có tiền, nuôi được gia đình. Bây giờ đất nước GDP nó tăng cao nhưng dân vẫn sống khổ mỗi ngày. Đi làm vừa đủ ăn không được, có thể bây giờ ở Sài Gòn ai mua được nhà bạc tỷ đâu. Làm mức lương 10 triệu. Cái bao nhiêu năm các quý vị mua nhà được mấy tỷ, ở căn hộ Sài Gòn bao nhiêu tiền? Các quý vị làm cả đời các quý vị mua được căn hộ không? Nó thực tế như khi người ta nói nước Việt Nam mình giàu, Nguyên thấy nước Việt Nam mình càng ngày càng lạc hậu. Về cái lãnh vực mà kêu địa ốc. Nếu các quý vị nào mà bằng tuổi mà cha mẹ của Nguyên đó là 70, 60 mấy tuổi trở lên đó, ở Việt Nam đó, mới vừa lấy vợ lấy chồng đó, là gia đình cha mẹ cho mày miếng đất, xây cho mày căn nhà. Đúng không? Thời điểm đó Việt Nam mình là ngày xưa là như vậy đó. Mấy người mà 6, 7, 7, 70 tuổi trở lên đó, là mỗi đứa con mà ai mà có gia đình đó là hấp, đây nè, miếng đất là khu này nhà này nè, cỡ đầu súng nhau lại xây căn nhà. Bây giờ các quý vị, con của các quý vị đó, nó lớn lên các quý vị xây căn nhà cho nó được không? Cho nó miếng đất có không? Bao nhiêu người có làm được điều đó? 90 mấy triệu dân, bao nhiêu người có được cái vấn đề mà con đúng người lấy vợ lấy chồng rồi, rồi cho nó miếng đất rồi xây nó căn nhà? Bao nhiêu người được? Tao nhà tao còn chưa có nữa, lấy có đâu mày xây cho mày. Mày tự lo đi con. Tao lo tao chưa xong nữa, tiền đâu mà tao xây cho mày căn nhà với miếng đất. Tao, nên là nhiều khi mình nhìn thấy phát triển mà chúng ta nhìn thấy một cái phía cạnh về kêu là về vấn đề phồn vinh bề ngoài,
Nhưng thực tế chúng ta mất đi rất là nhiều quyền lợi, đặc biệt là quyền lợi đất đai. Nhưng mà các quý vị, tất nhiên là Nguyên nói cái câu này, có nhiều các quý vị sẽ không đồng ý, mà các quý vị cứ nhìn nó đúng không? Không biết là các quý vị có đồng ý cái nói của Nguyên hay không, bởi vì có thể là thằng này nó biết cái móc xì gì, nó ở nước ngoài, nó biết cái móc xì, cái này nó xạo lời không, nó biết móc xì gì. Nguyên không nói ai, Nguyên nói gia đình của Nguyên thôi. Ông nội của Nguyên có 8 đứa con, 7-8 đứa con, 7-8 đứa con, đứa nào bùm ra một cái là có đất có nhà hết. Bên ngoại Nguyên cũng vậy. Nhà nghèo gớt mồng tơi như vậy, chứ đất thì nó mênh mông. Thời điểm đó đất thì nó mênh mông. Đẻ con ra là cho miếng đất xây nhà lá, nhưng cũng có nhà, cũng có đất. Nhưng bây giờ thì làm cả đời mua miếng đất không có ạ. Bây giờ đi làm cả đời, làm cả đời mua miếng đất là không có. Làm cả đời mua miếng đất là không có. Nên là tại sao Nguyên nói là chúng ta nhìn một cái khía cạnh phát triển của đất nước, nhưng chúng ta thấy được là cái tài sản của nhân dân là tài sản gì? Là tài sản đất đai, tài sản nhà cửa. Đó là tài sản của nhân dân. Đất là đất của nhân dân mà. Nhưng bây giờ chúng ta không có đất. Chúng ta không có đất. Và chưa nói những năm kế tiếp khi dân số tăng vọt. Bây giờ chúng ta 90, 10 năm sau chúng ta có thể tăng rất là vọt. Thì lúc đó dân còn khổ về đất đai nữa. Dân còn khổ về đất đai nữa. Nên tại sao Nguyên nói cái sự phát triển của đất nước, nó chỉ phát triển của đất nước Việt Nam, nó chỉ làm lợi cho một số người rất là nhỏ, trong đó phần lớn là đảng viên và những doanh nghiệp đầu tư lớn. Nó làm lợi cho lên có rất là nhiều người giàu tại Việt Nam. Thôi giàu quá, giàu nhất nách luôn đó, rất là giàu. Nhưng cái số lượng đó so với dân số dân chỉ là một con số nó quá nhỏ nhoi. Và thôi, trong Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn lắng nghe thời sự của ngày hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên. Và trong Nguyên nhắc lại, bình luận hay là những cái quan điểm chính trị không ai giống ai hết. Các quý vị hãy tập quen với cái điều là chấp nhận tiếng nói đối lập, và cũng giống như Nguyên, Nguyên sẽ chấp nhận cái sự phản bác của các quý vị. Nguyên không nói là cái lời nói của mình nó là đúng. Nguyên cũng không nói các quý vị phản biện của các vị là sai. Nguyên chỉ nói là cái nhìn cá nhân. Và bởi vì chúng ta khác biệt nên chúng ta mới có sự tranh cãi. Tranh cãi chúng ta ở đây không phải để chúng ta cãi vã lẫn nhau, để chúng ta xích mích, rồi chúng ta giận hờn, rồi chúng ta tức tối. Tranh cãi ở đây để chúng ta tìm hiểu làm sao xây dựng đất nước Việt Nam trong tương lai nó tốt hơn. Vì nếu chúng ta giống như là người ta nói chúng ta nghe thì bộ não chúng ta nó không phát triển. Vì tranh cãi thì chúng ta sẽ tìm hiểu được những cái ngôn từ sắc bén để mà cạnh tranh. Chúng ta sẽ đem những bằng chứng cụ thể để chứng minh. Và chúng ta thúc đẩy trong cái sự việc tranh luận, nó đem lại những cái sự xây dựng mới. Nên các quý vị đừng gớt vào trong cạm bẫy. Tranh cãi trở thành cãi lộn. Cãi lộn với tranh cãi nó khác nhau. Đó, vì cãi lộn nó không bao giờ cãi chúng hết. Nguyên là Nguyên cãi chúng thôi nha. Nguyên không có cãi lộn. Nguyên là Nguyên cãi chúng. Chứ kêu mà cãi lộn như mà kêu là đánh lộn không? Đánh thì đánh chúng. Chứ đánh lộn, lộn bên kia nó không chúng. Cái kẻ địch nó không đau. Đánh là phải đánh chúng mục tiêu. Cãi là phải cãi chúng chứ không có cãi lộn được. Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự và thế giới trong 24 giờ qua. Quạch nờ định chuyển Patriot 1 cho Hezbollah, Nga lên tiếng. Nghị sĩ Israel tiết lộ cuộc đàm phán bí mật với Hamas, kế hoạch khẩn cấp nấu chiến tranh với Iran. Israel sắp đổi chiến thuật tấn công dải Gaza. Tình báo Anh nêu lý do cả Nga, Ukraine chưa đột phá trên tiền tuyến. Lực lượng Ukraine ồ ạt tiến công kiểm soát cầu đường sắt Antonov, quân Nga tháo chạy khỏi tảng ngạn sông Dnipro. Ukraine tung lữ đoàn tinh nhuệ nhất vào mặt trận Avdiivka, dựng tường lửa bẻ gãy quân Nga. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Quạch nờ định chuyển Patriot 1 cho Hezbollah, Nga lên tiếng. Kính thưa quý vị, Điện Kremlin bác bỏ thông tin do truyền thông Mỹ đưa ra rằng Quạch nờ định chuyển tổ hợp phòng không Patriot 1 cho nhóm Hezbollah ở Liban. Chúng tôi đã nói rằng trên thực tế Quạch nờ không tồn tại. Do đó, theo nguyên tắc, những lập luận như vậy không có cơ sở và không dựa trên bất cứ điều gì. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3 tháng 11 bình luận với thông tin Quagner lên kế hoạch chuyển tổ hợp BCS-1 cho nhóm Hezbollah mà truyền thông Mỹ đưa ra. Ông Peskov cho biết quân đội Nga và Mỹ có kênh liên lạc khẩn cấp. Ông Peskov nói,
nếu có mối lo ngại thực sự về điều gì đó, phía Mỹ luôn có thể chuyển chúng đến cho quân đội chúng tôi. Điện Kremlin nhiều lần đề cập rằng luật pháp Nga không có quy định cụ thể về những công ty quân sự tư nhân như Wagner, nên tổ chức này không phải thực thể pháp lý. Tờ Constitutional ngày 3 tháng 11 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết tình báo nước này thu được thông tin rằng Wagner đang có kế hoạch cung cấp tổ hợp pháo tên lửa phòng không Patriot-1 cho nhóm Hezbollah. Một quan chức Mỹ nói tình báo nước này không thể xác nhận được liệu tổ hợp Patriot-1 đã được bàn giao hay chưa. Tổ hợp này có thể được rút ra từ biên chế của lực lượng Wagner đang hiện diện tại Syria với sự chấp thuận của Tổng thống Bashar al-Assad. Wagner và Hezbollah đều triển khai thành viên tới Syria hỗ trợ lực lượng của Tổng thống al-Assad đối phó với các nhóm nổi dậy. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng Wagner chuyển tổ hợp Patriot-1 cho Hezbollah có thể là cách đáp lại việc Iran cung cấp máy bay không người lái UAV cho nước này. Truyền thông Nga năm 2018 đưa tin nước này chuyển ít nhất 40 tổ hợp Patriot-1 tới Syria. Một số tổ hợp bị phá hủy trong các trận không kích của Israel những năm qua. Tại Liban, Hezbollah được coi là nhóm kháng chiến có nhiệm vụ đối đầu Israel, nhưng phần lớn các nước phương Tây liệt Hezbollah vào danh sách tổ chức khủng bố. Nhóm Hezbollah và quân đội Israel giao tranh gần như mỗi ngày sau khi Hamas mở chiến dịch tấn công ngày 7 tháng 10. Hezbollah ngày 2 tháng 11 sử dụng hai UAV cỡ nhỏ tấn công sở chỉ huy của Israel, cũng như mở 19 đợt tập kích đồng thời bằng pháo, tên lửa dẫn đường cùng các loại vũ khí khác vào vị trí đối phương. Israel sau đó đều tiêm kích xe tăng và pháo binh tấn công đáp trả. Nghị sĩ Israel tiết lộ cuộc đàm phán bí mật với Hamas, kế hoạch khẩn cấp nếu chiến tranh với Iran. Các đặc vụ Israel đang theo đuổi các cuộc đàm phán bí mật với Hamas, ngay cả khi nước này muốn tiêu diệt nhóm chiến binh ở Gaza, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc chiến rộng lớn hơn với Iran, một nghị sĩ Israel tiết lộ. Nghị sĩ Israel Moshe Groth cho biết các quan chức Mossad đang cố gắng tìm những cách khác ngoài hoạt động quân sự để giải thoát con tin hoặc một số con tin. David Barnier, giám đốc Mossad, cơ quan tình báo của Israel, được cho là đã bay tới Qatar vào cuối tuần trước. Nước chủ nhà Qatar đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel với Hamas, giống như nước này đã từng làm trong các cuộc xung đột trước đây giữa Israel và nhóm phiến quân Hồi giáo này. Ông Groth cho biết Mossad đang cố gắng tìm giải pháp cho vấn đề con tin mà không nêu rõ Israel có thể đưa ra những đề nghị gì cho Hamas để thả họ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó đã tuyên bố rằng cuộc chiến ở Gaza mang đến cơ hội tốt nhất cho Israel để giải thoát con tin. Nhà lãnh đạo Israel tuyên bố hồi đầu tuần, cuộc chiến trên bộ thực sự tạo ra khả năng đưa con tin của chúng tôi ra ngoài vì Hamas sẽ không làm điều đó trừ khi họ chịu áp lực. Gia đình của hơn 200 con tin bị Hamas bắt giữ đã gây áp lực lên chính phủ Israel để đàm phán một thỏa thuận trả tự do cho người thân. Nhóm chiến binh này đã đề xuất một cuộc trao đổi, người đổi lấy người. Trong đó, 6.000 tù nhân Palestine phải được thả ra khỏi nhà tù của Israel để đổi lấy tự do cho các con tin đang bị Hamas giam cầm. Ông Groth, người đại diện cho đảng Do Thái giáo Torah Thống Nhất, cho rằng các cuộc đàm phán ở Qatar chỉ mang tính bổ sung cho hoạt động quân sự và không xung đột với mục tiêu tiêu diệt Hamas. Nhà lập pháp kiêm luật sư sinh ra ở New York cũng cho biết chính phủ Israel đang nghiên cứu các phương án dự phòng cho một cuộc chiến rộng hơn khi mặt trận phía Bắc với Hezbollah vẫn hoạt động và nhóm Houthi ở Yemen, một đồng minh của Iran, phóng tên lửa hành trình vào Israel. Ông Groth tuyên bố, đứng đầu là Iran, Hamas và Hezbollah, nhóm chiến binh Liban là vũ khí. Nếu Israel trực tiếp chiến đấu với Iran, thì chắc chắn cuộc chiến sẽ ở quy mô rộng hơn nhiều, bao gồm nhiều lực lượng hơn. Lực lượng không quân sẽ tham gia nhiều hơn.